Sở Tế xin chào tất cả quý khán giả. Hôm nay tôi rất rất vui được dự buổi tiệc khai trương của anh Dương Đình Trí, buổi tiệc khai trương thương hiệu mỹ phẩm The Listen of Soul của anh Dương Đình Trí. Mong rằng thương hiệu mỹ phẩm của anh được thành công rực rỡ, được khai trương thật là thành công, được tất cả quý vị khán giả đón nhận. Xin cảm ơn rất nhiều. Chào quý vị. Hôm nay Lệ Thủy cùng với các con trong nhóm Bước Chân Hai Thế Hệ cùng để đến đây để chúc mừng cho công ty của Dương Đình Trí khai trương cái buổi lễ ra mắt ra báo chí, khai trương một cái sản phẩm, cái loại nước để xịt cho cái da mặt cho nó đẹp. Thì rất là vui là Lệ Thủy thì cũng mặc dù là không phải là người, không phải là có cổ phần gì trong công ty này hết nha, nhưng mà cái người đã xài qua cái sản phẩm này rồi, cho nên đến đây để mà chia sẻ cùng với tất cả, nghĩa là bạn bè của Lệ Thủy. Lệ Thủy thấy là cái những người bạn bè của Lệ Thủy, mà những người bạn mà làm có cái da khô đó, là nên dùng những cái sản phẩm này. Là tại vì tiên Lệ Thủy đã dùng qua rồi, qua rồi mới là dám nói chuyện, chứ còn không có dùng thì không dám nói đâu. Thì chẳng những đã dùng qua rồi là thấy nó có kết quả, cái da mình nó giữ được cái độ ẩm, nó không có khô. Và Lệ Thủy đã đến tận nơi ở bên xứ Hàn nữa, để đến công ty nữa, cho nên là quý vị xài cái này rất là yên tâm nhé. Đây là một sản phẩm ở Hàn Quốc, được anh Trí qua tận Hàn Quốc để nhập sản phẩm này về. Và chúc chắc chắn đây là một sản phẩm rất là phù hợp với lại tất cả làn da của người châu Á giống như chúng ta. Và mong là tất cả mọi người sẽ hưởng ứng sản phẩm Legion of Su một cách gọi là hưởng ứng thật là nồng nhiệt, và sẽ ủng hộ cái sản phẩm Legion of Su của anh Dương Đình Trí nhiều nhiều nhé. Một cái sản phẩm về mỹ phẩm hả Nghĩa? Mỹ phẩm để của Hàn Quốc, để mà chúng ta có thể dưỡng da, làm đẹp, làm cho khuôn mặt chúng ta tươi tắn hơn, và có thể nói là có một phần chống lão hóa nữa. Dạ, và đây là một sản phẩm không phải là làm trắng liền, thì nó là một loại mà mỹ phẩm mà giúp ta dưỡng da mà có thể căng mịn và làm cho da mình sẽ sáng từ từ lên. Và Hiếu Nghĩa cũng chúc cho tất cả khán giả hãy đón nhận một sản phẩm này, và cũng như thử cho mình một cơ hội để mà tiếp xúc với mỹ phẩm này như thế nào nhé. Kính chúc cho thương hiệu mỹ phẩm Su sẽ ngày càng phát triển và sẽ ngày càng được các khách hàng trên toàn thị trường của Việt Nam nói chung, cũng như là các khách hàng ở nước ngoài sẽ luôn luôn ủng hộ và tin tưởng dòng sản phẩm này, và sẽ dòng sản phẩm này ngày sẽ càng phát triển mạnh hơn nữa. Đây cũng là một cái bước ngoặt lớn của đại gia đình Bước Chân Hai Thế Hệ. Những cái sản phẩm này là Ngọc Liên được dùng thử rồi, rất là tốt, cho nên là anh chị em cũng muốn giới thiệu cho quý vị thử, xài thử. Quý vị mong rằng quý vị sẽ thích, thì mong rằng buổi ra mắt ngày hôm nay sẽ đem lại cho quý vị một cái gì đó mới hơn về Bước Chân Hai Thế Hệ nhé. Mọi người cũng thấy ngày hôm nay là buổi ra mắt mỹ phẩm The Legion of Su, một nhãn hiệu mang tên của mẹ Lệ Thủy. Thì Châu cũng xin chúc cho cái nhãn hiệu mỹ phẩm của mình sẽ ngày càng bay cao, bay xa, thành công hơn nữa, là cái mỹ phẩm đáng tin cậy dành cho chị em trong cả nước. Tại vì cái mỹ phẩm này là được hoàn toàn sản xuất tại Hàn Quốc luôn. Và mọi người nhớ ủng hộ cái mỹ phẩm Tissue The Legion of Su của anh Đình Trí và mẹ Lê Thủy nha. Đây là lần đầu tiên Dương Đình Trí đứng ra làm một cái mỹ phẩm hợp tác với lại một đối tác là người Hàn Quốc. Điều thứ nhất là cái tên của sản phẩm là The Legion of Su. Su tiếng Hàn Quốc có nghĩa là nước, và The Legion là tiếng Anh có nghĩa là huyền thoại. Thì bây giờ tạm dịch là huyền thoại của nước. Chính là nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy, tên là Lệ Thủy của Hàn Quốc, đúng không ạ? Và nhiều người hay ví là nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy là một huyền thoại sống của nghệ thuật cải lương. Cho nên là cô nói cái tên đầu tiên của một sản phẩm mình làm, thì ý của cô là muốn mình chọn một cái tên gì đó có liên quan đến sự nghiệp của mẹ, hay là có liên quan tới cái tên của mẹ. Thì qua nhiều lần ngồi tìm hết, coi như là đưa ra những cái phương án khác nhau, thì cuối cùng chúng tôi đã chọn là huyền thoại của nước, đó là The Legion of Su.
chắc có lẽ là nói nó mềm hơn hồi nãy mà em giờ buổi sáng là mọi người rất là rửa mặt rồi cũng biết cũng rất là khô, nhưng mà ta thấy là mềm rồi đó. Dạ. Là chắc chắn là cái mùi rất là dễ chịu. Quan trọng nhất là tất cả những cái sản phẩm về mỹ phẩm mà mình khoa là lên người mình, quan trọng nhất là cái mùi nó làm cho mình dễ chịu thì mình sẽ sử dụng vào, còn mùi nào có chịu thì mình sẽ không sử dụng. Và đây là cái mùi rất là thơm, rất là dễ chịu, rất là tự nhiên. Xin chúc mừng em. Dạ, cảm ơn bạn. Nhưng mà xịn lâu rồi đã như thế, cái da mình nó tươi mới rồi. Dạ, cảm ơn chia sẻ của hai tháng live stream. Cũng như là xin được chúc mừng cho mẹ Lệ Thủy đã ra mắt cái dòng sản phẩm mới ngày hôm nay, là một cái thử nghiệm, là một cái trải nghiệm hoàn toàn mới, khác hẳn với những gì mà Chí cũng như là mẹ Lệ Thủy đã từng làm bao nhiêu năm nay trong lĩnh vực nghệ thuật. Quân nghĩ rằng là đây là một cái sự trải nghiệm mới và cũng chắc chắn là sẽ không có ít những cái thử thách và khó khăn trên con đường phía trước. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Nữ nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, một kiếp cầm ca sinh ra để hát. Dạ, kính thưa quý vị, con thưa mẹ. Ở tập trước là mẹ đã chia sẻ những cái giai đoạn rất công phu, là ba viết thư, ba tỏ tình với mẹ, dễ thương vô cùng luôn. Thì từ cái giai đoạn mình viết thư cho tới lúc mà ba được ban bệ nhà mình chấp nhận, thì nó đã trải qua những khó khăn nào mẹ, rồi nó mất khoảng thời gian bao lâu mẹ ha? À, được mà chấp nhận mà để làm quen đó. Yeah. thì cũng không lâu. Yeah. Là tại vì cho làm quen là cho qua nhà để ăn bánh rồi này kia, má bán bánh mà ha. Yeah. Cho làm quen để cho nói chuyện rồi chơi. Yeah. Đó thì sau khi mà hội họp với mấy chị rồi nè, đem với bà dì nè, với mẹ nè, đó nói anh đó ảnh viết thơ con gì đó trình bày. Ông nói thì thôi được, thấy viết con người người ta cũng đàng hoàng, người ta có học mà, thôi rồi muốn qua nhà làm quen thì cứ cho qua. Tại vì em, những người em của ba với những em của mẹ chơi với nhau nữa. À. Lâu rồi, chơi trước lên. Chơi trước nữa cho nên là trời dễ ơi, tìm. Có nghĩa là cái nền tảng vững chắc vô cùng luôn. Đó. Cho nên dễ có gọi là tình báo. Đúng rồi. Đó rồi cái mới làm quen bằng cách á, là cái người em á nói là bây giờ vô đây có mấy anh em, ba anh em mà phải đi học hoài không có nấu cơm, thôi mấy là đưa tiền để mà nấu cơm tháng đó, cũng như là nấu ăn cơm tháng gì đó, cứ tới giờ cơm qua ăn rồi đưa nhiêu tiền đó. Thì má nói thôi cũng được, ăn để cho làm quen, nhưng mà thấy cái người đó cũng được cho nên mới cho, mới đồng ý như vậy chứ gì, phải không? Ý thuận lợi quá trời. Nhưng mà khi mà làm quen á thì cũng coi cái khoảng thời gian đó 71 rồi, cái là cuối năm sau này mới nghe nói nha, cuối năm thì chú Trúc mới về ngoại để họp gia đình. Mỗi một năm là gia đình bên người Trung người ta phải có họp với nhau, đi làm ăn xa xứ hay này kia, rồi về con cái họp năm nay là người nào làm ăn cái gì, người nào được cái gì, học hành ra làm sao thì phải báo cáo hết. Sau này mình nghe cái người chị dâu á, chị em bạn dâu á nói trời ơi, nhờ tôi nói dữ lắm đó nha Trúc, nhờ chị nói. Hỏi sao? Nói ở nhà đó người ta cũng sợ, người ta nói là quen với mình là nghệ sĩ. Mà thường thường á, lúc đó báo chí cũng nói rất nhiều, nghệ sĩ là cũng hay thay vợ đổi chồng rồi này kia, người ta sợ là mình làm khổ con người ta. Không? Báo chí sẽ viết là nghệ sĩ bị đào hoa đó. Đó là người ta, người miền Trung đó, người ta rất là kỹ những cái chuyện đó. Đó là cái đó là cuối năm 71 là nghe bà chị mới nói là về ngoại là cũng đấu tranh, nghĩa là anh Trúc là cũng đấu tranh với gia đình, nói là có phe ủng hộ. Cũng nói là cũng nói là không được, người ta là nghệ sĩ, người ta nghĩa là rày đây mai đó, là người ta khống khóa, người ta này kia cái nọ. Rồi mình người ngoài như vậy là sợ là gãy đổ, sợ mình bỏ con người ta không chịu. Gia đình cũng hơi không nghi ngại chút xíu. Rồi mấy chị cũng binh đồ này kia, rồi nói thôi bây giờ cũng như là vô để mà
làm quen tiếp nữa đi. Đó thì năm 71, cái giữa năm 72 thì lại là có cái thời gian đó là tổng động viên. Tổng động viên cho nên là anh Trúc phải đi đi lính. Đó, lúc đó thì đưa lên Thủ Đức, nhưng mà Thủ Đức thì nó quá tải rồi, đông quá. Lệnh tổng động viên đông quá cho nên phải đưa ra Nha Trang. Thì lúc đó mà hai người cũng làm quen, cũng là cũng làm tỏ tình rồi nha, cũng ấy. Thì con người mình nghĩ cái số may mắn mà, số một chút là số may mắn. Bà dì của mình là có một cái người bạn. Người bạn đó là, người bạn đó hồi đó là ông đó cũng là rất là thương bà dì. Đó. Rồi bây giờ tự nhiên ông đi tìm. Ông đi tìm bà dì, cái ông hỏi chứ Lệ Thủy nó có gia đình chưa? Cái bà mới nói, nó có cái thằng đó nó thương nó lắm. Nhưng mà bữa nay bị tổng động viên phải đi lính. Cái ông nói vậy hả? Để về tôi coi thằng cháu tôi nó có quen ai gửi gắm giùm cho. Đó. Thì gửi gắm thì ông Trúc ra ngoài học rất là khỏe. Đó. Học xong rồi cái là rút về cầu Tân An, giữ cầu Tân An luôn. Đó. Là chuẩn quý. Rồi cái lúc đó mà cũng may, cũng vui lắm, cũng có cái cơ duyên sao đó. Mà trong cái lúc mà ông đi học ở ngoài Đồng Đế đó, thì lúc đó đó thì đoàn đi Trung, đoàn đi ngoài Trung hát. Đoàn đi Trung là phải 2-3 tháng không, 2 tháng không, cho nên là cứ sáng chủ nhật là đi xe vô thăm ổng. Nó có duyên nên nó khiến như vậy đó. Xong rồi cái hai người tìm hiểu với nhau, xong rồi cũng tới giữa năm khoảng tháng 8 72 thì làm đám hỏi. Ôi mẹ, nhưng mà cái quá trình mà từ lúc mà ba gửi những bức thư tỏ tình á, đến lúc mà mẹ cảm nhận được là mình thích người đó, thương người đó là bao lâu? Thì khoảng 71 cho tới giữa năm 72. Trời ơi, mất. Vậy là khoảng chừng 2 năm ha? Năm mấy? Năm mấy mới thương. Nhưng mà tại vì cũng là duyệt dữ dội lắm nha. Là tại vì á, cái ý nguyện á là mình á là phải có gia đình, là trong nhà cũng đồng ý. Cũng có muốn là, tại vì mình con đường học vấn của mình nó không cao. Mình phải có một người chồng, phải có học thức để sau này là dạy dỗ là các con của mình. Đó cho nên là thì bên đây anh Trúc thấy cũng hiền. Cho nên là sau một thời gian khoảng là gần 1 năm để mà tìm hiểu với nhau rồi đó, thì thấy là cũng được, cho nên là tất cả mọi người đều duyệt cho đám hỏi. Có nghĩa là trong khoảng 1 năm tìm hiểu đó là mình đã thay đổi được cái suy nghĩ bên nhà, bên ba rồi. Thì cái đó là bên ổng lo. cái đó là bên đều có ban bề. Đúng rồi. Bên kia thì đồng ý hay không thì cái đó bên đó, còn nhưng bên đây thì người ta đồng ý là cái chuyện đó rồi. Còn ổng phải đấu tranh với bên ổng, thấy không? Năm 73 là mới đám hỏi mày hả? 72. À, cuối 72 là đám không, hỏi. Giữa năm 72, tháng 8 năm 72 là đám hỏi. 4 tháng sau là đám cưới. Tại vì người ta nói cưới vợ được cưới liền tay. Chứ để lâu ngày thiên hạ đó dẹp phá. Cho nên là phải vậy mới được. Đúng rồi. Vậy tính ra cái khoảng thời gian mà mình biết rồi mình tiến tới đám hỏi đám cưới nó không có xa quá mẹ ha. Không nhanh. Nó cũng nhanh quá chừng luôn. Không lâu. Tức là nó không lâu á. Tại nó tới rồi. Duyên tới là chụp tới. Lúc đó mẹ bao nhiêu tuổi mẹ? 25 phải không? 25 tuổi. Nhưng mà so ra lúc đó nữ mà 25 là trẻ đó. Là trẻ đó. Rất là nhiều cái tờ báo mà anh đọc là nói là Lệ Thủy là một cô đào đắt giá nhưng là không có trái tim. Trời, có trái tim chứ sao không có trái tim mày? Không yêu ai hết trơn á. Rồi mẹ mới trả lời lại là tại vì bây giờ đang làm có tiền cho nên là để tiền nuôi ba má. Con nghĩ là lúc đó báo phải giật tít là Lệ Thủy là một cô đào đắt giá nhưng có bà ngoại tư. Tại hồi xưa nhớ là tầm 18-19 là người ta lo là lấy chồng giang rồi. Giang hồ đều biết tiếng đó nha. Hồi xưa là tầm 18-19-20 là người ta lấy chồng hết rồi. Trời ơi, vậy là lỡ thời. Dạ đúng rồi. Nếu mà mình cả gì là hâm 22 là ế đó. Nếu mà ta nói chữ hâm đó là lỡ thời. Mẹ, nhưng mà bắt đầu từ 22 cho tới 25 mà lúc ba chưa tỏ tình mẹ đó thì mẹ có sợ không? Mẹ có sợ mình bị không. Tại lúc đó là chú tâm về nghề nghiệp và đang làm có tiền nữa. Lấy lo gia đình nữa. Làm đưa gia đình. Đó, lúc đó là làm để lo cho gia đình, cho nên ký hợp đồng á, ký hợp đồng bao nhiêu là về đưa cho mẹ hết. Đó. Lúc đó đó là ngoài cái nhà mà đang ở, bà ngoại mua bên cầu Chí Y 3 căn nhà nữa cho 3 người con trai. Ngồi bây giờ nghĩ tức nói bà ngoại
trời đất ơi, con làm muốn chết mà sao má má làm má biểu mua có ba căn nhà để cho ba đứa con trai, còn cái căn nhà này thì má để cho thằng Út, còn bốn đứa con gái tôi sao? Rồi quan trọng là căn nhà của mẹ đâu nè? Không có, lúc hồi bà tính vậy đó, đâu có. Bà nói chứ tụi bay lặng gái chồng lo đó. Đó. Bà ngoại tính hết. Con thấy thằng Út thì ở nhà này, còn tôi mua ba căn nhà bên kia đó là để cho ba thằng kia. Bà ngoại là giỏi lắm, bà ngoại rất là giỏi tính. Đâu đó bà ngoại đó sắp hết rồi, vô chương trình hết đó. Thấy không, thấy con gái kia bị thiệt thòi. Mình làm mình mà không nói tới mình, mà nói để gì nữa, chồng lo, con gái để chồng lo. Bà mẹ nói hồi xưa mẹ không có ăn xài, không có đi chơi, không có gì hết, tiền về cứ đưa bà ngoại, tiền về lại bà ngoại thì đó. Mẹ nói mẹ đi làm xong mẹ thu âm rồi mẹ về nhà, mẹ đâu có đi nhảy đầm là làm gì, không có tốt đâu, đâu có đi chảy đầm đâu, mua sơ rê. cho nên bây giờ mỗi lần mà đi lưu diễn á, thấy chỗ nào bán đồ là chui vô coi liền. Coi cho bỏ tức. Còn là bận đồ bà ba không hả? Rồi bây giờ cho gì là bận đó đó. Còn đồ mà tuồng, đồ trên sân khấu là ở người ta đã may cho mình rồi. Người ta đã may, còn mình muốn đẹp nữa thì mình đặt thêm một bộ đó nữa. Dạ. Ví dụ bây giờ người ta nói là bây giờ tuồng này là sẽ may cho Lệ Thủy hai bộ đồ mới. Dạ. Hen. Thì mình muốn đẹp mà thì đặt thêm, may thêm, yeah, may nhung đồ thêm, kết hộp đồ này cái thí dụ chạy yeah nhà lên lấp lánh chiếu chiếu luôn, mình tự mình thêm yeah. Thì ai muốn đẹp thì cứ làm thêm, rồi mình đặt đại khái là đồ hát thì ấy, còn mấy cái đồ bận thường đó thì trời ơi mà có bận được cái gì nhiều đâu, con suy nghĩ có bận được cái gì. Một đi nếu mà đi lưu diễn nha, yeah, ở cái đoàn, ở cái rạp đó một tuần, yeah, không lẽ tối ngày bận trong rạp bận đồ này con ngồi không lẽ, thấy không, thầy bận một đồ bộ, yeah, thấy không, đưa giỏng toàn ten rồi đi kia, mẹ khoái đưa giỏng thì giỏng toàn ten, trong đó giăng cái giỏng ở trên thì có cái bố đưa toàn ten, rồi ca hát, rồi mở radio, rồi nghe tiếng nhạc rồi kia vậy thôi, yeah. Rồi có bữa nào khỏe đi chợ rồi chơi, yeah, đi chợ kiếm đồ ăn chơi vậy thôi, rồi cái đâu có bận gì đẹp phải không, tới cái hát cái chủ nhật xong sáng gần đông sớm cái đi qua bên bến khác, lên xe ngồi có ai thấy mình đâu, cũng bận bộ đồ bộ luôn, tôi bận đồ bộ bộ đồ ba lên xe tới xuống với cái chỗ ở hát ở tuần nữa cũng không ai thấy gì nữa, yeah, đó. Bởi vậy đâu có cần phải mua đồ mới, không cần. Rồi đi gì nếu mình về Sài Gòn á thì đi vô thâu cũng ai có coi đâu, cũng bận bộ đồ bà ba. Từ nhà đi xích lô lại đó cũng bận bộ đồ bà ba. Có nghĩa là một năm mẹ tốn khoảng hai bộ đồ thôi, một bộ bà ba và một bộ đồ bộ là trời được rồi. Phải nói chứ hồi những năm hồi đi ngoài Trung đó nha, kiếm được một bộ đồ mà thêu bộ đồ mà ta may mà người ta thêu tay đó, yeah, trời ơi khó. Lúc đó là chị vợ Thanh Hải lâu lâu mà chị ra, chị đem chừng cả chục bộ đồ chị để cho bán lại cho mấy đứa nữ đó, yeah. Trời ơi tao nói nó mừng bận vô nó đẹp làm sao á, trời ơi mà không ai ngắm hết trơn. Đẹp không đi đi từ lại anh nghĩ là hồi xưa là cái đoạn mà năm 68 là nhà mẹ là chị trái nữa, cho nên là giống như phải làm lại từ đầu để để gây dựng lại nhà mới, cho nên chắc không nghĩ tới tình yêu đâu. Thưa quý mẹ vị, rồi người con gái giản dị nhất hành tinh đây rồi. Phật là con gái mấy ai không từng trải qua một thời thơ ngây vùng dài, chưa một lần yêu ai nên lòng bẵng quăng lo sợ, nhìn hướng tương lai như đường rộng sông dài. Phần gia cảnh neo đơn nên lòng nặng những đứa em yêu xèo lắm luôn, cha mẹ nhọc nhằn từng tạo ngược xuôi, muốn cho con có chỗ dựa nương nhờ người sẽ duyên cho thuyền em tìm bến đầu, lòng em thì chưa từng hò hẹn linh lưu, em khóc em lo em sợ duyên phận bé bà. Buồn mẹ dỗ dành nhủ khuyên, gái lên phải gả con theo chồng, dòng sông cuộc đời ai đâu lượm được trong phần số, rồi mai không muốn gió nơi duyên phần, cha mẹ cầu ơn trên cho con tìm được bên chồng, chưa một lần yêu làm
sao con biết được, sống càng hay sâu sao đó được lòng người. Mẹ ơi, rồi sau cái đám hỏi rồi còn tiếp tục những câu chuyện gì xảy ra nữa mẹ? Thì đám hỏi xong rồi cái là tới chuẩn bị là đám cưới. Dạ. Là đám cưới là 31 tây tháng 12 năm 1973. Ồ, cuối cưới ngày cuối. Ủa, năm luôn á. Phải không? Sao 72? 73. À 73 phải không? 73. Ủa, không phải. 72. À, 73, đám cưới là 73, tức như là mình mẹ mới nói lộn là 72 đó, từ quen 71 rồi tới 73 rồi tới 71 rồi 72 rồi tới 73 mới lắm hỏi. Vậy là chứ đâu phải thành ta lâu lắm chứ không phải là vậy là đó nữa con mới nói. Bây giờ là người ta có không biết nhau á là 71. Đúng rồi. Tới 72 mới ưng. Mới chịu yêu. Đến 73 mới đám hỏi là cưới luôn. Đúng rồi. Ủa sao 71 qua 72 lẹ quá. Tại vì già rồi hay quên. Giờ nói lộn xin nói lại chút xíu. Có nghĩa là tháng 8 năm 73 là đám hỏi, tới tháng 12 năm 73 là đám cưới. Trong 71 tới 72 là đấu tranh dễ sợ lắm hai bên. Bên kia là phải, bên kia là hình như là về hai cái Tết để đấu tranh đó. Xét mẹ dữ lắm luôn á. Người ta phải xét coi mình có ăn chơi rồi hay không á. Mà trong thời gian đó mẹ có đi về ngoài Trung ra quê của ba không? Hay là mình chỉ ở trong đây thôi? Không, lúc đó đi hát chứ không có đi được đâu. Không có đi đâu. Trời ơi, hát là không có đi đâu được hết trơn. Không có đi, đâu có đi đâu đâu. Dạ. Có đi ra ngoài á, hát á, là hát vậy thôi chứ mình cũng không có đi ra qua nhà người ta chi đâu. Không phải mà mình có cái xe hơi, con sách đi chỗ này. Khó đi lại khó lắm. Tại vì con đi hát đó, hồi đó đó đi hát á, đi ở nhà đó thì có chiếc xe hơi. Dạ. Nhưng mà đi hát là đi chung với anh em trong đoàn không à. À. Một chiếc xe đò. Không có tách lẻ ra. Không có tách lẻ ra. Đi lại đó rồi sống chung với anh em trong đoàn thôi. Tại vì á, con thấy giống như là anh Đông đi hỏi cưới con đi, là trước đó là phải có thời gian đi về nhà em nói chuyện với mẹ em chẳng hạn vậy. Thì con nghĩ chắc mẹ sẽ đi qua nhà ba rồi mẹ đấu tranh cho mình. Tôi là không có đào hoa chẳng hạn vậy mẹ. Không, mẹ không có đấu tranh. Để cho ông đấu tranh làm gì ông làm. Ông cưới mình mà. Ông cưới mình thì ông phải đấu tranh chứ. Rồi ông cứ bằng ông là gì? À, trong nhờ đục chịu đó ổng. Có nghĩa là giờ mà ba lấy mẹ là mẹ mà có bỏ là ba phải ráng chịu. À, không hối hận được mà ba không, là mà cũng đúng. Có cái tính quyết liệt lắm nha. Dạ. Không mà đúng. Dạ. Ổng là gia đình nói là cái đó tùy ổng đi nha. Tùy ổng đó, cái trong nhờ đục chịu là ổng á. Cuối cùng giờ là trong luôn rồi. Mệt quá, trong gieo. Gieo trong chắc luôn. Gần 50 năm rồi. Dạ. Tại vì cái chuyện này đó thật sự là từ đó giờ không có kể. Dạ. Mà chú già chú không thích. Chú không thích kể chuyện. Nhưng mà tôi nói bây giờ tôi sẽ kể. Tôi nói cho ông nghe bây giờ tôi sẽ kể. Tôi kể cái này tôi kỷ niệm để cho con cháu tôi sau này nó biết. Dạ. Nó biết tôi với ông vậy đó. Dạ. Và những rồi. Người mà khán giả mà ta yêu thích mình, người ta sẽ biết. Dạ. Không? Cho nên là mình sẽ kể những cái gì mà nói chung là không có ảnh hưởng tới ai cả. Dạ, dạ. Những cái đẹp nhất. Đúng đó. Rồi. Dạ. Mai mốt hai đứa mình qua nhà mà gặp ba cái hai đứa mình nhìn ba, dạ con chào ba. Cười hí hí. Cười hí. Và bây giờ thì chắc cho quý vị coi một vài tấm hình của ba mẹ cái ngày đám cưới này ha. Dạ. Chỉ coi đi. Coi đi rồi lấy thử sạch kệ. Đây. Trời ơi đẹp quá. Trời. Đó, hình đeo bông đó. Ủa tấm này nhìn ngang nhìn ba giống thành thức bây giờ. Đây tấm này nhìn. Không, hồi xưa ba coi cũng ok luôn. Đó, lần này là bằng áo cưới rồi ngay ngày đám hỏi luôn, đám cưới luôn đúng không mẹ? Dạ. Áo cưới màu đỏ nè. Anh mà năm nay là chụp đen trắng anh hả? Có hình màu luôn mà có sao anh không biết là tại sao những cái hình này là đen trắng. Dạ. Có hình màu luôn tại vì hình như là buổi trưa là ba đi lãnh bằng tốt nghiệp. À. Buổi trưa ba lãnh bằng tốt nghiệp là buổi tối là đám cưới đúng không mẹ? Dạ. Phải nói là cái ngộ ghê ha, cũng có nhiều cái chuyện may là lúc á, là buổi sáng á, là đám cưới 31 tây là đám cưới thì chiều là ổng đi lãnh bằng tốt nghiệp là ở Vạn Hạnh. Dạ. Dạ. Tốt nghiệp cử nhân đó. Dạ. Phải nói là thật sự là ở nhà mà đám cưới nha, nhiều đừng có nhiều ý kiến là nó lộn xộn tùm lum hết trơn không, nhưng mình là người nam thì đâu có cái chuyện gì, rất là đám hỏi rất là dễ dàng. Tự nhiên ở xóm Tông Đảng hồi xưa đó, ở đó người Bắc không hà. Dạ. Cái tự nhiên giờ người ta qua người ta hỏi giờ đòi hỏi giờ nó hỏi cái giờ thôi giờ tôi phải
có mấy trăm phần quà. Mua kẹo gương ở ngoài trời, từ Hà từ Quảng Ngãi mà ta phải chở kẹo gương vô đặng mình đi đi lại mỗi cái thiệp đưa cho người ta, rồi có một gói kẹo. Có kẹo nữa. Trời ơi, người Bắc người ta vậy đó. Yeah. Đi mình mời người ta thiệp đám hỏi là mình có đưa cái quà vậy đó. Dạ yeah, dạ. Yeah. Đó. Cái tự nhiên mình người Nam mà cũng đòi vậy, thì bên kia người ta cũng vậy cũng đi. Vậy luôn. Rồi. Yeah. Xong cái tới đám cưới thì cũng nói là hơi tôi không đòi gì đâu, tôi bên nay cũng không đòi gì đâu. Cái tới hồi gần cái bữa đám cưới, cái nay không đám cưới phải có tiền tài rồi nha. Là bên nào mà? Bên mình. À bên mình. Trời đất ơi, ông ở bên kia ông nói tiền tài là sao, bên người Trung ta có biết tiền tài là sao đâu. Yeah. Tiền tài là phải đưa tiền để cho bỏ vô cái này để bao cho thơ. Bao thơ để cho bên nhà gái gì đó. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. À, rồi thôi ta cũng nói, cũng được, tiền tài thì tiền tài gì để vô. Yeah. Rồi cái chắc lúc đó bà ngoại cũng nghe người ta tư vấn. Rồi cái mời bà con ở dưới quê rồi lên rất là đông phải không? Cái gặp mời một bà cô nữa ngoài đâu Vũng Tàu vô. Cái ngồi nói vậy mà ngày mai là rước dâu rồi. Có ý kiến. Phải mua cái bông sen. Phải có cưới phải có cái bông sen. Trời đất ơi, cái giờ kêu rút qua. Giờ phải có cái bông sen, một mâm cái bông sen này nè. Cái bây giờ phải vô tuốt chợ lớn ở đâu, chỗ làm đồ mã hay gì hết, yeah. Biết nữa. Làm cái bông sen lớn vậy nè. Yeah. Rồi để trên bông cái một mâm quả một mâm cái bông vậy. Sen. Yeah. Rồi mâm quả trầu cao. Yeah. Rồi bánh trái. Rồi đó là bên mình ha. Tới bên người Trung lại có thêm một cái chuyện nữa. Đậu, gạo, nếp gì ngoài cũng đem vô nữa. Cái đó là cái phần của ta nữa. Yeah. Trời đất ơi, đám cưới một hồi bưng mở cái mâm ra. Đậu xanh thì nguyên hột nha, nếp là cũng nguyên cái gì đó, rồi kèm theo của mình bông sen, bông xiết gì đâu, tùm lum tà la hết trơn. Nói chung bà cũng cố gắng cho nó qua chuông. Giống như là đường tăng đi thỉnh kinh mà 81 kiếp nạn. Tới gần tới nơi mà còn bị con rùa đó. Đúng rồi, bên nay thì má không có chịu đãi nhà hàng. Mấy biểu là bây giờ đẩy ở nhà để cho bà con với tỉnh lên cả trăm người. Dạ. Rồi trong đoàn Kim Trung nó cũng cả mấy chục người nữa lại rồi bà con tôi tùm lum tà la đãi hai ngày ha, đãi cái ngày đó. Trời ơi tối mấy đứa đoàn nó xỉn nó sai cái đem tuốt sân thượng cho nó ngủ. Dạ. Ha. Cái bên đây nhóm họ phải có chú rể qua. Đúng rồi. Theo cái luật mà để dạ. coi nói nhà quê để coi cô dâu có trốn đi không đó nha. Thêm cái nữa, ngày mai phải có lại mâm trầu. Mâm trầu, mâm thiên gì trên trời. Lại phải đi kiếm mâm trầu nữa. Lên nóc nhà trở nên lên trời, lại trời Phật gì đâu cảnh nữa. Yeah. Trước hết ta phải lên lại tổ tiên rồi mới lên về mới xuống bàn Phật. Đó. Trời ơi, ông Trúc mặt ông nhăn dễ sợ. Nhiều thủ tục quá. Nhiều thủ tục quá. Ông này... Mà những thủ tục giờ chót không à, chuẩn bị mở bàn. Yeah. À, cái thủ tục giờ chót không à. Bắt đầu lên, bây giờ lên, chạy lên lầu, để cái mâm. Mấy thằng cậu dài, mấy em nữa trong phòng đó. Đang ngủ. Trời ơi, ngủ nằm la liệt. Trời ơi, ông lên cái mặt không nhăn dễ sợ nha. Mặt cầu thang nhỏ xíu, bưng lên trển. Trời ơi, dòm thấy. Bây giờ là kêu làm sao kêu nó xuống nổi đâu. Mà ta rước dâu rần kêu nó xuống nổi đâu. Giờ nằm tép vô. Bên này để cái mâm để lại trời Phật. Ông Trúc nói, trời ơi trời Phật đâu thấy tôi thấy lại mấy ông này không. Con còn giữ cái thiệp cưới đó, có nghĩa là cái thiệp cưới đó là ghi rõ ràng là đãi tại nhà. Dạ. Yeah. Lúc đó là mẹ nói mượn nguyên cái sân của, tại vì nhà mẹ với nhà ba là cách nhau bằng một con đường nhỏ vậy đó, thì chắc yeah. Lấy nguyên cái đường. Nguyên con đường đó yeah. Làm đám cưới luôn. Yeah. Xin nghĩa là xin địa phương đó. Yeah. À, cho mình đó cũng thì cũng không biết chắc người ta bu dữ lắm không mẹ. Trời ơi, ta đứng trên chung cư rồi này kia ở đâu ta lợi tôi quá trời. Người sĩ tên tuổi anh nghĩ chắc người ta có kiểu Lê Thúy. Không rồi đó không có đâu. Nghệ sĩ đi đông mà, nghệ sĩ cải lương mình đi đông. Đó thì Kim Trung. Kim Trung không hà? Là Kim Trung không hà? Có thấy có hình cô Kim Ngọc đúng không? Cô Mỹ Châu. Một số nghệ sĩ để có một tấm hình. Thì người nào mà quen với mẹ, thân với mẹ đi thâu băng rồi thân với mẹ đó thì mẹ mời. Dạ. Chú Minh Phụng, chú Minh Dương. Chú Minh Cảnh có dạ. Có để anh tìm lại một số hình, nếu có thì anh sẽ dạ, cho đúng mọi rồi người xem. Cái hình quý giá lắm luôn. Dạ. Anh Cảnh thì anh ít có ấy lắm chứ, Minh Dương, Minh Phụng rồi có hết trơn á. Dạ. Còn Lý Châu có trai thế hệ không em? Lúc đó tụi em đang ở đâu ta? Có một nghệ sĩ có bước chân hai thế hệ.
nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Tụi mình lúc đó lúc ba mẹ lấy nhau anh làm gì có ra đời đang lơ lửng được không chú? Tại vì đây là một chương trình đặc biệt mà chương trình của Lệ Thủy, cho nên mà đây cũng là lần đầu tiên mà lên nói về ông xã rất là nhiều. Dạ. Tại vì chú ở nhà đó chú không thích, chú nói là dạ. Người ta ái mộ bà thì phải đăng hình bà này kia lên chứ. Yeah. Tôi ta đâu có ái mộ tôi đâu mà bà đăng tùm lum lên, đúng không? Mà dưới hơn nữa đó, tôi không có thích là nói về cá nhân tôi nhiều. Yeah. Là tại vì tôi sợ là thí dụ như mình không biết sẽ ra sao, nghĩa là cuộc đời nó dài quá, không biết đi tới đâu rồi nó. Yeah. nó sẽ có chuyện gãy đổ này kia. Yeah. Rồi bữa nay cái mình lên mình nói là mình thương, mình chung tình, mình này kia cái nọ rồi qua kia buổi sau rủi trục trặc, qua buổi sau rủi nó trục trặc mắc cỡ lắm. Dạ. Yeah, con hiểu ý đó. Đây thật đó. Sự là đúng là suy nghĩ của một người đàn ông rất là nói sao ta vì cái gia tính đình. Cách rất là đàn ông luôn. Yeah. Không muốn phô trương, không người muốn đàn ông gì của gia đình. Yeah, muốn đúng giữ là vì gia đình cái tổ ấm của mình để yên ấm thôi. Ông nói là nói nhiều mà sợ làm không được thì nó xấu hổ lắm, cho nên là thôi bây giờ ai muốn phỏng vấn em thì em cứ nói chứ đừng đưa hình anh nhưng lên. Mà bây giờ mình vững chắc quá rồi, bây giờ mình có quyền nói. Không, thật ra đây là một chương trình hồi ký mà để đời. Yeah. Cho mẹ lẫn cho những tất cả những người yêu thương mẹ, cho nên là mình chỉ xin để vài tấm hình của ba thôi, chứ còn ba thì không có thích để hình. Dạ. Tại vì mỗi lần mà qua nhà thấy ba cũng rất là ít nói. Dạ. Hiền. Nhưng mà ông dễ lắm á, ông dạ. cũng khôi hài lắm. Lúc đầu gặp con hơi sợ đó. Con ừ. con cũng vậy. Đi vô nhà rốt rén. Đi vô như nhưng mà giờ quen. Giờ quen rồi. Dạ. Dạ. Anh Minh Phụng mới nói chứ. Ông ấy nha, là hề diễu sau giờ hát đó nha. Hề diễu sau giờ hát. Ông nói tửng rồi mấy ông cười dữ dội lắm. Yeah. Con nhớ có mấy tập trước mẹ nói là ba mà được cưới mẹ là cũng nhờ công của bà ngoại tư ở trong đó. Ừ. Thì chắc là lúc đó bà ngoại tư cũng hợp nhãn. Bà ngoại tư cũng... lúc đó phải rất là ok thì. Yeah. Tức là bà ngoại tư cũng nói thêm không mà. Thì bởi vì mình mới nói là cái ban bệ cái ban bệ đó là giám khảo. Không mà lúc nào mà hai người kia xuống là cũng hợp với hai người dưới này. Yeah. Là nói chuyện ông bên kia. Yeah. Đó ông cầu thang đó, hồi đó mấy nhỏ bên đây cứ nói là cha cầu thang không ạ. Bị ông đứng ngay chỗ cầu thang đó, đứng dòm qua vậy đó. Dòm qua mà đó tôi ông này tôi nói ông á. Đó, hồi đó ông làm bộ ông diễn xuất với tôi phải không? Ông làm bộ ông hút thuốc ông nhìn qua, lãng tử phong trần. Chắc ông cũng cô gái ông vậy ta. Tôi hỏi chắc ông hút thuốc chưa lắm không? Ông nói không có, làm bộ vậy thôi. Ba sẽ đứng bên đây đưa 3/4 góc mặt nghiêng đẹp nhất của ba. Ba không đưa góc chết cho mẹ thấy đâu. Không mà với hình ảnh ngày xưa mà kiểu mà làm tài tử điện ảnh là chắc cũng nổi lắm nè. Tại vì ba có khuôn mặt có. Đúng rồi. Có góc cạnh. Hồi đó đó mấy người ở trong đoàn Kim Trung á mới nói bà nó giống là Trần Quang Thái ở phim Hồng Kông á. Dạ. Trần Quang Thái. Ba thì hồi xưa là không có tròn nên khuôn mặt có góc cạnh. Dạ. Như anh có góc cạnh mà theo thời gian thì anh thành phúc hậu. Không mà theo thời gian mà anh thành phúc hậu. Ngày xưa khi con mới gặp anh Trí mà chưa gặp ba thì thấy anh Trí rất là giống mẹ. Ừ. Nhưng mà sau này tiếp xúc rồi mới thấy anh Trí là có nhiều nét giống ba. Cho nên nhiều người bên người ta có nói giống ba nhưng mà thật ra chắc là mình đi hát đó. Đi hát cười được vui vẻ đó. Dạ. Giống mẹ. Nhưng mà trong nhà có anh Út là giống ba nhất. Đúng rồi. Giống anh có thấy anh Út không giống tôi. Vậy hả mẹ? Sao con thấy anh giống ba quá? Trời ơi, phải cho tôi dành lại miếng. Giống mẹ. Hai cái người kia chị đều Hiếu giống ông. Là giống ba. Đó, rồi cái tới người này ta cũng nói giống mà Hiếu giống ông. Chị Hiếu thì thật ra giống mấy cô lắm. Dạ hả? Mấy cô em. Giống bên nội. Giống bên nội. Tôi nói tôi mà sanh một đứa này nữa mà nó không giống tôi gia lộn được. Cho nên nó là đứa Út có vậy chứ cái mặt thì nó không mặt giống ổng nhưng mà này là nó cười cười giống tôi. Có hàm hàm biết biết khoảng. Chết rồi, vậy là mẹ để mướn tới ba người luôn. Để mướn rồi. Bây giờ ai cũng nói nó giống ổng hết trơn là tao. Không, thường là tại vì là khi mình mang thai á mình nhìn mình nghĩ đến người nào nhiều á thì sanh ra sẽ giống người đó. Mẹ ơi, vậy thì sau cái đám cưới đó thì cái hoạt động mà gọi là ca hát của mình á nó có thay đổi không? Với lại con được biết á là khi mà khán giả đã yêu thương một người nghệ sĩ nào đó mà họ lấy chồng cái rồi á, không biết lúc đó họ đối xử với mẹ như thế nào. Nhưng mà riêng mẹ đó thì khán giả vẫn thương. Dạ. Cho nên là sau khi mà đám cưới xong ổng phải đi lính thì cứ đi, mẹ vẫn đi hát thì cứ vẫn đi hát. Dạ. Nghĩa là lâu lâu đi về thăm thì cũng được, tại dạ. vì mình đây là cái nghề, cho nên là hồi đó có giao trước.
Nếu mà Thi đồng ý, đồng ý là tôi vẫn theo nghề thì không bắt mẹ phải bỏ nghề. Đồng ý mới lấy. Đồng ý thì tôi mới mới chịu, chứ còn nếu mà cưới rồi mà bắt tôi phải đi theo ông thì tôi không chịu đâu. Ba đi lính bao năm lận mẹ? Có 2 năm. 2 năm hả? 2 năm à. Cái tôi nói vậy, cái ở nhà cũng không chịu nha, ở nhà bên đó là cũng nói chung bên nào cũng có cái lý của bên đó. Đúng rồi. Yeah. Bên mình thì mình muốn đi hát, bên kia thì người ta sợ nữa. Nhưng mà cuối cùng tôi nói là bây giờ quyết định đi, nếu mà đồng ý tôi phải đi hát, tại vì đây là cái nghề, cái nghiệp của tôi, cho nên tôi phải đi hát. Đi hát mới có tiền, cho tôi không biết, tôi không có làm cái gì được đâu nha. Đó, rồi cái bên không biết gì đấu tranh sao đồng ý. Cho nên là sau khi cưới rồi thì có nghĩa lúc đó bà cũng rất là bị áp lực. Đúng rồi. Không biết phải nói chung là vừa phải đấu tranh với gia đình mà vừa cũng phải đấu tranh tư tưởng xem đúng như rồi. Thế nào nữa. Mẹ nhưng mà con thấy tiện quá mẹ hả? Hai nhà đối diện nhau, mình rước dâu là đi qua rước cái bộ. Nhanh lắm. Không, cái chuyện mà rước dâu cái đó là rất là dễ thôi. Bên đó đi bộ nhưng mà được phải vòng một vòng ra cửa trước, tại vì không có cho cái cửa mà nhìn qua bên bển á, cửa sau. Dạ. Cái mà cửa sau lại mở nhiều hơn cửa trước. Hồi đó giờ anh vẫn tưởng nữa là cửa trước, tại vì dạ. Đi hồi đó là không biết anh là đi tới căn nhà bà ngoại là đi cửa đó không đi cửa kia. Tại vì á hồi đó chỗ cái đó đường đó nó đường lớn nữa. Dạ. Tại vì con biết hồi xưa cái chỗ đó là ở phía sau đó đó, con đường đi đó là nhà của người ta. Dạ. Sau năm Mậu Thân trái nhà. Người ta mới là trường nhiêu đó, người ta lại để nó làm đường, còn phía kia là ta xây chung cư. Cho nên là cửa sau thành ra mặt tiền. Rồi bây giờ mình mới mở cái cửa này ra, thành ra mình hai mặt. Cho nên là giờ mà cưới á, thì đó trên đó đi xuống đó mới đi bọc lại đường này, đi vòng một tour qua đây đi vô cửa trước. Đó. Lúc đó thì đoàn hát vẫn đi trung, vẫn đi tỉnh theo cái lịch của mình như vậy. Rồi thì cũng phải sắp xếp, thí dụ như là có lúc thì ông xã mình xuống thăm. Rồi có lúc thì mình nếu mấy thì về ghé cầu Tân An Bến Lức ra thăm, tại vì ông đóng tại cầu đó mà. Mẹ nhưng mà lúc đó là chắc chắn khán giả người ta đã biết là mẹ lập gia đình rồi. Thì khi mà người ta gặp mẹ, người ta có nói ôi Lệ Thủy ơi, Lệ Thủy lấy chồng rồi sao tiếc quá, hoặc là hay là tao chúc mừng hay là như thế nào không mẹ? Không, tại vì cái thời gian mà từ mà khi có gia đình đó nó cũng nhanh lắm, là tại vì 73 xong rồi tới 74 thì mình cũng đi lưu diễn, mình cũng đi hồi đó nó thật sự thì cũng đâu có báo chí, đâu có đăng như bây giờ đâu, đâu có Facebook đâu mà có đưa đám cưới rồi lên đâu. Đó, cho nên còn người nào biết thì biết, trong giới biết. Hoặc là người này kia biết, chứ ít nhiều người, chứ nó cũng thông tin nó cũng không có đại chúng, không có rộng rãi đâu. Trong lúc đó thì tại vì ông xã của Lệ Thủy là học về ngành kinh tế, cho nên lúc đó mà có cái lệnh ai mà có bằng cấp á, thì những người quân nhân mà có bằng cấp á, thì được điều về để đi học một cái khóa để mà đưa về làm ở việc ở thành phố. Thì lại được về thành phố thì mình lại được quen với một người, ông này cũng có cái số, khi mà ông được về thành phố để đi học ở cái khóa đó đó, cái khóa mà cái như khóa hành chánh tài chánh á, thì gặp cái người đó, ta có bà con làm ở trong cái chỗ hành chánh tài chánh á, ta nói thôi được rồi để ta giúp cho, cứ mỗi tuần được về chứ không có ở trển. Trời ơi đỡ quá mẹ hả? Ở học Thủ Đức rồi cuối cùng mà được về. Đó thì trong thời gian đó là mẹ có mang chị Hiếu. Đó thì mỗi ngày cứ chiều thứ sáu thứ bảy về là được về đó, thì cũng vui về rồi về. lúc đó thì ra riêng, má cho ở ra riêng rồi. Cho ra riêng mua một căn 019 ở chung cư Nguyễn Thường Thuật ở gần đó, loge ở gần đó. Đó mua cái đó, hai vợ chồng ra riêng ở đó. Xong rồi cái ông đi học về, đi học đâu mấy tháng đó, xong rồi ra trở về làm việc ở chỗ tổng tham mưu vậy đó, về làm việc đó rồi một tháng xong là tới năm 75 thì lại có lệnh là phải đi học tập. Mẹ thì trong lúc mà mình mang thai chị Hiếu như vậy thì bụng càng ngày càng sẽ rất là to. Rồi mẹ đi đứng di chuyển hát trên sân khấu, nó có gây cản trở khó khăn cho mình không mẹ? Lúc đó là vẫn đi hát bình thường. Mẹ có che bụng tức gì không? Hả? Mẹ có bận đồ mặc áo khoác bụng. Cũng như cô dâu với áo khoác rộng rộng đó đúng không? Thí dụ như bận áo khoác đó, thí dụ như làm kiếm hiệp ở trong vẫn bận một bộ đồ vỏ. Nhưng mà khoác áo khoác chắc cây kiếm lên đây là không ai thấy gì nhiều đâu. Đó là hát cùng gì bên Kim Trung ạ?
Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Ừ. Chứ phải Tây Thi không? Không, Tây Thi là hát luôn mấy tuần, nhưng mà cái ngày mà sắp sanh đó. Dạ. Ngày mà, tất nhiên là sanh. Mẹ hát tới khoảng chừng nào, tháng thứ mấy mẹ? Bây giờ định tính coi, 19 tháng 4 á, là sanh chị Hiếu. Ha. Dạ. Nhưng mà ăn Tết thì chắc là tháng 2 phải không? Dạ. Thường thường dạ. Tết là khoảng tháng 2. Là vẫn đó. Còn đi hát. Tháng 2 vẫn còn đi hát, hát một tuần lễ trước khi tại lúc đó cũng Tết cũng... Tết mà. Dạ. Bởi vì mới ra 7 tháng rồi hả? Bầu 7 tháng rồi đó. 7 tháng mấy rồi. Dạ. Rồi. Cho nên hát với chú Minh Phụng mới nói là cái dưa hấu thứ bự đó, bụng bự nè. Rồi bơm phát áo rồi ra cứu người kép đó, cho nên ông nằm ông chết đó, ông nằm ông xỉu đó ông đấy. Trời dưa hấu thứ bự ha. Rồi cười không? Cười thật sự. Đó, thì Lệ Thủy là một người là đi hát là rất là cái là say mê, dầu cho mang bầu cũng vẫn hát như thường, hát cho tới nghĩa là còn chừng một tháng rưỡi nữa sanh là vẫn hát. Dạ. Cho nên khi mà nghỉ có một tháng rưỡi nữa là sanh đứa bé đầu tiên đó là 19 tháng 4. 19 tháng 4. Nhưng mà cái vào những cái tháng cuối thai kỳ mà mẹ đi diễn như vậy, cái sức khỏe của mình còn đảm bảo không mà? Bình thường. Bà có không mệt mỏi. Lúc đó bà có nói gì? Ba phải sót ha. Hả? Dạ, hát cả tuần như vậy ba chắc sót ruột chết luôn á mẹ. Thì cũng sót thì đâu nói gì đâu, nhưng mà đoàn ta không có người ta ăn Tết mà. Dạ. Trời ơi, biết cái ngày Tết là đoàn doanh thu được bao nhiêu, biết bao nhiêu là tiền cái... là nuôi là dạ. Là ấy. Cả anh em trong đoàn, mà anh em trong đoàn nếu mình không hát thì ta đâu có được mấy cử lương. Đúng rồi. Thí dụ một mùng 1, mùng 2, mùng 3 là lãnh 3 cử lương, mà hát một ngày 2 suất là con lãnh được mấy cử lương. Là tổng là hết 6 cử lương rồi. Đó, mà con nghỉ 3 ngày Tết, ta con nghỉ 3 ngày Tết là anh em ta mất bao nhiêu tiền, ta chỉ trông có ngày Tết thôi. Ngôi sao là đảm bảo cho cả một cái sự sống của một cái đoàn. Đúng rồi, cả một ekip, tất cả từ mọi người. Với lại cái nghiệp của mẹ là đi hát. Cho nên là không lúc nào mà mẹ ngưng cái chuyện hát sướng lâu được á. Dạ. Cái này là con xác nhận là con thấy mẹ chạy show bây giờ mẹ khỏe, trậm chí mẹ khỏe hơn tụi con rất nhiều. Một ngày mẹ chạy từ nơi đây qua nơi kia, tỉnh này qua tỉnh không, nọ. Không, chắc có lẽ là tại vì mình là đây là cái như cái tựa đề đây là một kiếp cầm ca sinh ra để hát. Cho nên là bây giờ cứ mà có hát là tôi không có mệt. Dạ, mà bây giờ cho tôi nghĩ tôi nằm nhà hoài tôi sẽ mệt. Đúng rồi, đúng rồi. Cứ đúng ở nhà rồi. Bây giờ làm cái gì? Bây giờ ở nhà đó nấu chè bữa cho tụi con ăn nè. Sáng thức dậy ăn sáng, đi ra đi vô mở phim coi, tới giờ cơm kêu vô ăn, ăn xong mở phim coi, rồi cái đi ra đi tới đi lui cái ăn cơm chiều ăn cái mở phim coi tiếp, ăn cơm chiều có tối lên mở phim coi tiếp. Nhưng mà chừng 2 ngày thì thấy vui. Dạ. Mà tới ngày thứ 3 là nó buồn rồi. Đúng rồi. Đó. Thành ra là bây giờ đi hát là thấy vui nhất. Đúng rồi. Đúng rồi, cứ hễ mà bước lên sân khấu mà thấy khán giả là thấy mình thấy hừng hực sức sống. Cho nên lúc này á là tuy đã lớn nhưng mà cũng may mà không còn hát tuần nhiều nữa. Dạ. Nhưng mà chùa mời rất là nhiều. Là tại vì á không biết làm sao mà nhất là cái năm nay đó. Năm 2019 này nó chùa mời Lệ Thủy rất là nhiều. Cho nên bây giờ chắc mình là nghệ sĩ chùa. Quý vị và các bạn thân mến, trong những tập vừa qua chúng ta đã được lắng nghe những câu chuyện của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy. Từ lúc còn bé cho đến lúc bước vào nghề, đó là những câu chuyện về đời, về nghề trước năm 1975. Và sau năm 1975 sẽ còn rất rất nhiều những câu chuyện mà nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy sẽ còn chia sẻ với chúng ta. Hãy đón chờ những tập sau của chúng tôi quý vị nhé. Trái lắm phong ba giữa trời.